tin nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ não phải nhập viện cấp cứu khiến dân tình không ngừng lo lắng trong những ngày qua. Tuy nhiên mới đây bạn của anh đã báo tin vui mới rằng Phước Sang đã được bác sĩ cho xuất viện. Đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam, bạn của Phước Sang cho hay, chiều ngày 27 tháng 3, anh đã vào bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh để thăm Phước Sang, nhưng bác sĩ báo Phước Sang đã xuất viện. Đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam cho biết, anh đã hỏi bác sĩ tại bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh nguyên nhân nhập viện của Phước Sang và được trả lời là do ngưng tim. Sau đó bác sĩ có ca mổ nên chưa kịp thông tin thêm về tình hình sức khỏe của Phước Sang khi xuất viện. Đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam tiết lộ thêm, tháng 10/2023 anh có gặp Phước Sang khi đó Phước Sang là nhân vật trong talk show phim Việt Thời Vang Bóng. Phước Sang thời điểm đó đã tham gia chương trình và có sức khỏe bình thường. Từ lúc đó đến nay do công việc bận rộn nên đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam chưa có cơ hội gặp lại Phước Sang. Cách đây vài tuần, đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam có công việc muốn liên hệ với Phước Sang nhưng khi liên lạc thì không được hồi âm. Tình cờ hôm nay đạo diễn đọc báo nên mới biết thông tin Phước Sang nhập viện. Hiện tại MC Quyền Linh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là những người bạn thân của Phước Sang đều chia sẻ với truyền thông rằng họ chưa nhận được thông tin cụ thể nào từ Phước Sang. MC Quyền Linh hiện quay phim ở Cần Giờ. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng cho biết đang đi quay phim ở đảo nên cũng chưa thể thăm Phước Sang. Họ gọi điện đều không nhận được hồi âm từ Phước Sang. Theo như đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam chia sẻ, cách đây một thời gian Phước Sang vẫn sống ở căn nhà cũ và từng mời đạo diễn đến chơi nhà, nhưng anh có việc bận nên chưa qua. Thời gian sau đó anh không biết Phước Sang có còn ở căn nhà cũ nữa không và không biết gì về cuộc sống riêng của bạn. Theo nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ với truyền thông trưa 27 tháng 3, Phước Sang đã nhập viện cách đây một tuần. Hiện tại sức khỏe của nam diễn viên đã ổn định và được theo dõi tại bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghe thông tin Phước Sang nhập viện qua bạn bè chung, hiện tại sức khỏe của cậu ấy đã khá hơn. Tuy nhiên tôi đang quay phim ở Cần Giờ nên chưa thể về thăm. Tôi cũng liên hệ với cậu ấy nhưng chưa thấy nghe máy, Quyền Linh cho biết. Phước Sang từng chia sẻ với truyền thông về việc anh hai lần bị tai biến. Phước Sang nói, tôi bị huyết áp cao, lại đã bị tai biến hai lần nên không thể nói khỏe mạnh. Bệnh này, ông trời kêu đi lúc nào cũng không thể biết được. Có thể bây giờ tôi ngồi nói chuyện với bạn nhưng hôm sau đã không còn. Biết bệnh của mình nguy hiểm nên tôi làm mọi việc thận trọng, giữ gìn tinh thần ổn định. Tôi lấy niềm vui của con, sự khôn lớn trưởng thành của chúng để làm niềm vui cuộc sống. Các con là động lực sống của tôi. Bị bệnh huyết áp cao, nhiều lần đột quỵ, nhập viện cấp cứu. Phước Sang cho biết may mắn khi sức khỏe ổn định hơn trước, nhưng tôi không thể nói trước điều gì. Trời kêu ai nấy dạ, tôi chỉ biết gắng sống tốt, vượt qua bệnh tật chứ không ủ rũ. Nghệ sĩ từng chia sẻ, Phước Sang sinh năm 1969, từng thành lập nhiều sân khấu và cả hãng phim mang tên anh. Anh cũng sản xuất nhiều dự án phim nổi tiếng như Công Chúa Tin và Ngũ Hổ Tướng, Hello Cô Ba, Hồn Trước Ba Ra Hàng Thịt năm 2012. Phước Sang vỡ nợ, anh từng kết hôn với diễn viên Kim Thư và có hai con chung. Họ ly hôn năm 2016 và hai con sống cùng mẹ.